Tự nghiệp Vinh, tự hào Vinh, cảm ơn Vinh, không cần cảm ơn. Một ngày không gặp đúng là 3 năm vậy. Mỗi ngày không đến cùng tự hào Vinh đoàn quân binh kích pháp, thì ta luôn cảm thấy như là thiếu một cái gì đó. Mời Vinh vào. Mấy hôm gần đây, Thánh Thượng chuẩn bị tiến hành hành động quân sự phản công tự vệ ở Cao Lệ, tăng binh khu quân sự lớn ở Liêu Đông. Không biết Tử Hào Vinh đối với chuyện này như thế nào? Ngồi. Theo ta nghĩ chuyện này là một chuyện tốt. Nghĩ đến tướng sĩ đại đường của ta, vì bảo đảm cho dân quốc an cư lạc nghiệp, bảo vệ sự hòa bình ổn định ở mọi nơi, chuẩn bị đối phó với những kẻ ác độc trong nước, cho nên đã hành động phát triển quân sự ở Cao Lệ. Trong lòng tôi có một loại khoái cảm không thể nào tả được. Tiểu Hầu Gia, trong thiên hạ này ai không biết Cao Lệ là một trái tim bệnh của đại đường ta. Tiên đế đã từng chán ghét Cao Lệ, nhưng không thể làm gì được. Hành động quân sự thất lợi lần đó, tiên đế luôn nhớ không quên, mãi cho tới khi ông ấy lâm chung. Kế gì thánh thượng bây giờ lại muốn có thể nhanh chóng lấy được Cao Lệ, nâng cao quốc quy của đại đường, đó không phải là một bước đã đạt được nhiều chuyện tốt sao? Nói thì nói vậy, nhưng Cao Lệ từ trước giờ như là căn bệnh mãn tính xương cốt như một. Nếu như làm sàng bậy không chừng sẽ đem đến chiến loạn liên tục mấy năm. Cưỡng đoạt, ai cho huynh cướp chứ? Huynh có hiểu cưỡng đoạt không? Đồn rằng có một vị thiếu niên nhà quê thích ăn thịt kho tàu. Sau đó, cậu ta trở thành dĩ nhân chải đầu đưa tóc về sau. Trong lúc kẻ thù ngày càng đông, ông đã đề ra một chuỗi liên tiếp cách dùng binh làm kinh động lòng người. Nghe nói có một năm, quốc gia này bị đảo quốc lần cận xâm lược. Quân địch dựa vào số binh lính đông, nhiều tiền, chứ lợi thế vô liêm sĩ đã phạm tội ác tại trời ở nước của người dĩ nhân đó. Lúc kẻ địch lấy xuống nhiều pháo đài đất nước đang rơi vào diệt vong, người đó đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Nông thôn bao vây thành thị, mở cuộc trường chinh đầu tiên 25.000 dặm vòng qua quân chủ lực của địch. Sau đó ba là chống bao vây, bốn là dường nước chiến tranh du kích, chiến tranh địa đạo, đại chiến trăm trung đoàn. Địch tiến ta lui, địch trú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch chạy ta đuổi. Thắng lợi trong trận chiến du kích, đại bộ tiến lui, dù địch vào trong, tập trung binh lực tấn công mọi mặt. Chiến tranh quân sự bị tiêu diệt, kẻ địch bị đánh đến tơi tả, dứt bỏ cả áo giáp bỏ chạy. Đừng giận ngu đệ mạo muội. Tử Hạo Huynh như vậy là có dụng ý gì? Ngu đệ chỉ nghe đồn ngày xưa có học tử Đúc Hẩn đầu tiên làm dùi đục. Chẳng lẽ nào Tử Hạo Huynh lại dùng từ một cách khác để làm nổi bật mình? Thật là bái phục. Huynh cũng làm được mà bái phục cái gì chứ? Ta cũng không thể học cái học giả ngu dốt kia mà tự hành hạ mình. Cái này là hút thuốc, là vật cần thiết cho đàn ông lúc cần suy nghĩ. Vị dĩ nhân chạy đầu đưa tóc về sau mà hồi nãy ta vừa mới nói là sử dụng phương thức này để suy nghĩ. Ta làm như vậy chính là thể hiện lời chào đối với ông ấy. Tử Hào Huynh có thể cho ngu đệ thử một chút phong thái của vị dĩ nhân đó không? Tùy huynh thôi, muốn hút loại nào tùy huynh chọn, lớn bao nhiêu cũng được. Nhưng mà ta muốn thay cục thuốc lá cảnh báo huynh, hút thuốc lá có hại tới sức khỏe. Cục thuốc lá sao, thoải mái không? Thoải mái. Thoải mái thì thoải mái, nhưng mà cái này cũng làm sặc dữ quá. Tiểu đệ cũng coi như là đã lĩnh giáo rồi.
Muốn là một diễn nhân cũng không dễ. Đúng rồi, Tử Hào huynh à, vừa rồi huynh nói địch tiến ta lui, địch trù ta hiểu, địch mệt ta đánh, địch chạy ta đuổi, trận chiến du kích giành thắng lợi, đại bộ tiến lui dù địch vào trong, tập trung binh lực tấn công mọi mặt, chiến tranh quân sự bị tiêu diệt. Những lời này là trích từ sách truyền thuyết Vũ Mục Di Thư hay sao? Không sai, năm đó Tôn Vũ được một vị pháp gia đại binh kiệt thế huấn luyện và cùng viết ra cuốn sách này. Nhưng vì niên đại xa xưa nên cũng có thất truyền. Ngụy Công Tào Tháo có hậu thế đã quy chỉnh thêm ý, nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ. Lúc Tử Hào còn nhỏ cũng có nghe phụ thân nhắc tới là đã gặp qua toàn bộ sách Vũ Mục Di Thư và ta dạy hết những phần mà ông ấy đã thấy cho ta. Chỉ là lúc trước ta bị một trận đại bệnh làm quên hết ký ức. Hôm nay có được một chút khởi sắc, ký ức cũng dần được khôi phục, nhưng cũng chỉ nhớ được có một chút này thôi. Tự hào luôn, tôi phải nghỉ ngơi cẩn thận, mau sớm lành lệnh chính là quốc của đại đường ta. Nếu như không thay đổi, trước ngày mai lính của ta chắc chắn sẽ phá Cao Lệ. Nếu được tương trợ binh pháp của Tử Hào thì quân ta sẽ thế như phá trúc, không chút bất lợi. Hôm đó khi thi đá bóng, tiểu đệ đã thỉnh giáo qua sự bày binh bố trận kỳ diệu của Tử Hào huynh. Người chơi tấn công phòng thủ bổ sung cho nhau đúng là kỳ tài đương thế. Nếu có thể cho quân đội luyện tập thêm, nhất định sẽ thành lực lượng chủ lực. Như thế mới thể hiện rõ được phong thái của lão hầu gia lúc đó. Tự nghiệp huynh quá khen rồi. Tử Hào huynh, tiểu đệ có một yêu cầu táo bạo, không biết có nên nói không? Nói đi, không sao. Tiểu đệ yêu thích binh pháp từ nhỏ, luôn nuôi chí lớn. Hôm đó từ khi gặp lại Tử Hào huynh, đệ đã nghe nói rất nhiều câu khác nhau về huynh, làm cho người khác phải kinh ngạc. Tiểu đệ đã sớm có ý muốn bái huynh làm sư phụ. Không biết Tử Hào huynh có đồng ý không? Tự nghiệp huynh, ta lúc bé bệnh nhiều, căn bệnh nặng lúc trước làm ký ức của ta không được hoàn thiện. Cho dù đã từng quen thuộc binh pháp, nhưng mà thực sự không dám so sánh binh pháp với mọi người. Hơn nữa, tuổi tác của hai ta ngang nhau nên chỉ cảm thấy như huynh đệ. Thời gian này, nếu hành lễ sư đồ không thích hợp cho lắm. Thích hợp chứ. Chỉ cần Tử Hào huynh đồng ý, bây giờ đệ sẽ về nhà mời người chuẩn bị việc này, chọn một ngày tốt lành để bái sư. Sau này mong Tử Hào huynh chân thành giảng dạy để đệ có thể sớm ngày tốt nghiệp và có thể cùng huynh giúp đại đường của ta mở mang bờ cõi. Như vậy mới không thể phụ lòng các vị tiền bối để họ có thể nhắm mắt dưới tủ tuyệt. Có từng Tự nghiệp huynh, ta còn chưa nói hết mà. Chết tiệt, bộ phim này phải tìm ai mới có thể diễn cho tốt đi. Phu quân đã chấp nhận yêu cầu của Tần Ngọc rồi sao? Phu nhân xem, người không rắn chắc như ta, chung quanh 10 dặm 8 thôn, ai còn biết ta đại bệnh vừa khỏi. Cho dù ta là Tôn Vũ tái thế, cũng không thể nào ra trận giết địch. Bây giờ đại đường binh cường ngựa mạnh, là sao có thể triệu một người lúc nào cũng có thể phát bệnh ra trận? Cho dù có nhường 10.000 bước, triều đình quả không sợ mất mặt, lại nhất định bắt ta nhập ngũ. Ta không phải là vẫn còn một người khỏe mạnh có thể thay thế sao? Tần Ngọc đã mong muốn học tập, lại có chí muốn nổi danh, tại sao ta không tội nguyện cho hắn? Đến lúc đó có học sinh xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không làm khó gì lão sư như ta. Thì ra phu quân là có ý như vậy. Vẫn còn nữa, ta cũng không thể nào tùy tiện những học sinh. Cũng phải làm ra cái gì như là thi đua chẳng hạn. Tới lúc đó sẽ có sự khác biệt về điểm số. Nàng có hiểu không? Một điểm thì ta sẽ thu 500 lượng. Đến lúc đó hắn sẽ cúi đầu bái ta làm sư phụ, ta lại thu của hắn 1.000 lượng. Phu quân có nhiều chủ ý quá. Vẫn còn nhiều nữa. Phu nhân có muốn ta phơi bày ra không?
Vô Quân à, các người có nghe chưa? Cháu đích tôn của Tần gia Tần Ngọc muốn bá bình pháp đại gia giấu mặt Dương Tử Hào làm sư phụ. Trong thành này ai mà không biết, hắn muốn bái truyền nhân kế tiếp của Tôn Vũ làm sư phụ, là một trong những người đã vì đại được khai quốc chiến công hiển hách, Dương lão hầu gia, hậu nhân duy nhất Dương Tôn Dương Tử Hào. Các ngươi đừng có nói, Dương gia này rất là trung liệt, Tử Hào này cả không thể dò được. Các người có nghe qua trận đấu bóng đó là một đại thắng lợi 100 năm mới thấy một lần không? Sau cánh cửa đó làm gì có chó chứ. Đúng vậy. Sao rồi? Theo như tình huống bây giờ thì đã thuận tay nhiều rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Đúng là dạng sự khởi đầu này, bây giờ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo rồi nên cũng đỡ mệt nhiều. Đúng rồi hầu gia, mấy hôm trước chuyện thiếu gia Tần gia muốn bái sư đã làm náo loạn cả thành, ngày càng trở nên nổi tiếng. Điều này đối với Dương gia chúng ta càng có ích cho việc kinh doanh của nhà ta. Tần gia này đưa tin đồn ra ngoài là muốn làm cho chuyện bái sư chắc như là đến đóng cột. Chúng ta không cần phải quan tâm, tùy cơ ứng biến là được rồi. Gần đến 15 rồi, chút nữa ông nói với công nhân sau khi tan ca hãy đến nhà ta nhập tiền. Cảm ơn hậu gia. Cảm ơn gì chứ. Phu nhân, vẫn còn đồ, tôi đi lấy tiếp nha. Mau đi, dạ. Hậu gia. Phu nhân. Phu quân về rồi, có mệt không? Không mệt. Đợi chút nữa có cơm rồi. Còn đất, những thứ này là gì? Mấy hôm trước, phu quân không phải kêu tiếp tặng cho mấy người bạn thân một ít hoa lộ thủy sao? Những thứ này đều là hồi lễ. Chỉ vậy sao? Đúng đó, trong đó quà của Trình gia là quý trọng nhất. Con kỳ lân ngọc lục bảo xanh biết có đẹp không? Cây này tốt quá, màu xanh thật đẹp. Ngọc lục bảo cát tường như ý. Cái này đến lên đầu làm gì? Đây là điều lành đó. Hầu gia, phu nhân, thiếu gia nhà họ Tần cầu kiến. Tần Ngọc tới rồi à? Cho hắn vào đi. Thiếu gia họ Tần đem theo rất nhiều đồ, nhiều tới nỗi không tiện. Cảm giác nhận lễ thật là tuyệt. Tự nghiệp huynh. Sư phụ, nếu như tự nghiệp huynh hành để như vậy, ta sẽ không thể nhận huynh làm đệ tử rồi. Phu nhân à, sắp xếp một chút đi. Mang vô nhà đi. Chào mừng tự nghiệp huynh, ta đang có chuyện quan trọng muốn bàn với huynh đây. Vào đi. Tiểu công gia, phu quân nói đang đợi ngài ở cửa từ đường. Từ đường? Tử Hào huynh không phải có chuyện muốn thương nghị với ta, tại sao lại chạy tới từ đường chứ? Nói là bái sư gì đó, mùi cũng không rõ lắm. Bái sư sao? Đi thôi. Tử Hào huynh à, như vậy là đừng có hỏi nhiều, đi theo ta đi. Tự nghiệp à, chọn ngày không bằng ngày đúng. Hôm nay huynh cũng đã đến đây, cho nên hãy bái sư trước linh vị của cha ta luôn. Sau này ta cũng sẽ dễ thay gia phụ đem binh pháp mà dạy cho huynh. Từ bây giờ chúng ta cũng là huynh đệ đồng môn rồi. Huynh không đồng ý sao? Không dám. Ta chỉ là không xứng đáng. Vừa rồi ta cũng đã giải thích nguyên do cho huynh rồi. Huynh muốn học ta muốn dạy, nhưng mà cần phải trải qua lưu trình như vậy, cho nên mời tự nghiệp huynh quỳ xuống bái lại một chút gia phụ trên trời linh thiêng của ta. Có thể được lão hầu gia trên trời linh thiêng phù hộ, cùng với Tử Hào huynh tự thân truyền dạy, là phúc ba đời của tự nghiệp. Tự nghiệp xin bái lại. Tại hạ Tần Ngọc, kính trọng thượng vi của lão hầu gia, là người hâm mộ chờ đợi được học tập, chấp nhận bái lại dưới môn của lão hầu gia, xin nhận học sinh một lạy.
Từ ngày huynh, sau này chúng ta sẽ xưng hô là huynh đệ với nhau. Chuyện binh pháp chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. Trời đã tối, Từ Nghiệp huynh có muốn ở lại ăn cơm tối không? Tử Hào, huynh ngày mai để vậy tốt, tiễn khách. Tử Hào huynh. Phu Jin, phu quân đã đưa tiểu công gia về rồi sao? Muội yên tâm, đã nằm gọn trong tay ta rồi. Huynh nhận huynh đã làm đệ tử chưa? Không có, là cha huynh nhận. Nhị nữ, cái này là quà do Tần phu nhân tặng cho muội, hãy mở ra xem đi. Đừng đi, qua đây, ta cũng muốn xem nữa. Đồ của phụ nữ, huynh xem làm gì? Cái gì mà đồ của phụ nữ, đồ đã mang đến nhà của chúng ta là đồ của chúng ta rồi. Đưa đây ta xem thử, nhanh lên. Đẹp quá. Đây đây, ta đeo cho. Đẹp quá. Đi chơi đi. Xem cái này là cái hộp gì mà lớn như vậy. Cái này là của muội. Cái này là Lan Lan công chúa tặng cho thần thiếp. Làm sao muội biết là tặng cho muội? Cô ta đâu có nói. Có thể là tặng cho ta mà. Cũng đúng. Hình như công chúa có mời phu quân mấy lần rồi. Xem ra tình bạn của cô ta và huynh rất là thân thiết. Được rồi, đều là của phu nhân hết. Ta chỉ xem thôi không được sao? Chúng ta cùng xem đi. Trung thu năm ngoái đã không có mặt trăng rồi. Không ngờ trung thu đầu tiên ở đại đường cũng là ngày không có trăng. Nếu như có điếu thuốc thật sự để hút thì thật là hay quá. Phu quân than thở gì chứ? Sao vậy? Đang đợi người sao? Đang đợi mặt trời. Một đêm trung thu đẹp lại bị thời tiết phá dở. Làm sao mà xem trăng chứ? Phu quân đừng than. Tết trung thu quan trọng nhất là cùng quây quần bên người nhà. Chúng ta đi ăn bữa cơm đoàn viên đi. Phu quân à, khó chịu quá. Khó chịu thì ngủ đi. Ngủ tiếp đi rồi thì sẽ không khó chịu nữa. Nào, đắp xong rồi. Phu nhân. Phu nhân. Phu quân, sao huynh còn chưa ngủ? Sao muội vẫn chưa ngủ? Có mệt không? Không mệt, muốn nói chuyện. Vậy ta nói chuyện với muội. Đừng để bị lạnh. Phu quân, muội không muốn nói chuyện ở đây. Muội muốn đến hoa viên. Bây giờ nửa đêm rồi, muội không sợ sao? Phu quân sợ hả? Có chút sợ. Nhưng nếu như muội muốn đi thì ta sẽ đi cùng với muội. Phu quân, tại sao không nhìn rõ ngôi sao vậy? Đã bị cây tùng che mất rồi nên không nhìn thấy. Muội không phải có chuyện muốn nói sao? Ta nghe đi. Muội như vậy là đi về đó. Phu quân, thật ra thiếp thân vốn cũng có họ. Phu quân có muốn nghe kể chuyện không? Muội không phải là không muốn nói sao? Nếu như là chuyện buồn thì đừng có nói. Thiếp thân họ Phòng. Phòng Quyền Linh là gia gia của thiếp. Phòng Quyền Linh là Phòng Quyền Linh, cha của Cao Dương công chúa đã bị Cao Dương công chúa liên lụy, bị chém ở mãn môn. Vậy cô có liên hệ gì với Cao Dương công chúa?
Thiếp thân là do Cao Dương công chúa sinh ra, là cháu gái của Phòng Dường Linh. Ngoài ca ca ra, những người khác đều đáng chết. Được rồi, đừng khóc. Năm đó thiếp thân 7 tuổi, lúc gia đình xảy ra chuyện, đúng lúc muội ra ngoài với ca ca nên mới được thoát thân. Chuyện đã qua rồi thì để cho nó qua đi. Hôm nay là lễ, đừng khóc. Muội nhớ kỹ, bây giờ muội họ Dương là phu nhân của ta. Nhiệm vụ bây giờ của muội là phải ăn cơm cho ngon, rèn luyện thân thể, mau mau mập lên. Phu quân.